Xin chào các bạn, đây là cái máy mài bút, cái máy mài dạng bút Man D1 này. Mình quay cái video này thì sẽ không giới thiệu chi tiết về cái tính năng của nó, nhưng mà mình sẽ quay về cái tính năng sạc, cái tính năng bảo vệ sạc của nó nhé. Thì cái máy này các bạn sử dụng này, bật lên này. Đây là mức pin của nó, ba vạch là đang đầy. Đây là mức quay vòng, mức quay thấp nhất này, mức 1, mức 2, mức 3, có 3 mức quay này. Bấm, khi các bạn bấm một cái nó tắt nữa, các bạn bấm liền thì nó sẽ nhảy nhảy lên mức 2, mức 3, 1, 2, 3, đấy. Rồi thì bây giờ mình sạc thì nó sẽ như thế nào. Khi các bạn cắm sạc ấy, đây mình cắm cái cổng số 5 nhé, nó nháy nháy số cổng số 5 này. Nó báo sạc pin này. Đây, nó báo đã đầy rồi này. Full rồi này. Đấy. Full rồi nhưng vẫn sạc, nó sạc đến khoảng tầm nãy là đang 12 0,12 A. Nó sẽ không về 0,08 A. Thì sau khi về 0,08 A thì nó sẽ các bạn sẽ thấy cái đèn này nó nháy 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 một lúc ấy, thì nó sẽ tắt đi. Tắt đi hoàn toàn, tắt đi và nó không sạc nữa đâu. Đấy là cái mạch này, nó bảo vệ cho cái quả pin trong này nó không bị chai, nó không sạc nữa thì nó không chai, kể cả bạn có cắm cả ngày nó không sạc nữa. Hoặc là kể cả bây giờ bạn có rút ra, nó đang đầy như này rồi thì các bạn có rút ra các bạn cắm lại thì nó cũng không sạc đâu. Đấy, nó cũng không hề sạc thêm một tí nào cả. Đấy là cái tính năng bảo vệ cái quả pin của nó để chống chai pin. Thì bây giờ các bạn thử dùng một tí nhá, các bạn thử dùng bật lên này. Mình sẽ quay cho nó quay khoảng tầm một mấy giây cho nó tiêu hao cái pin này đi, cái năng lượng trong cái quả pin ở trong máy này nó bị tiêu hao đi. Thì khi đó mình cắm vào thì nó sẽ, đây mình tắt đi rồi. Mình sẽ cắm vào thì nó sẽ có sạc hay không nhá. Mình cắm vào này. Đấy, các bạn thấy không? Sau khi mình cho nó chạy một lúc thì nó lại bắt đầu hết pin bớt đi, thì nó sẽ lại sạc. Nó bây giờ nó hết nhiều thì nó sẽ lên tận ba mấy, không phải ba mấy ampe này. Đây, cái này nó càng đầy nó sẽ càng giảm dần nhá. Nãy 0,35 thì bây giờ nó giảm xuống 0,27, 0,26 rồi. Đây, cái sạc của mình nó báo chạc chạc này đấy. Nếu mà sạc đầy thì tí nữa nó đến khoảng tầm 0,14 thì nó sẽ báo full ở chỗ này, nó sẽ báo full ở đây, chỗ này sẽ báo full đấy. Các bạn nhìn thấy không, nó đang chạy chạy các dòng này, các vạch đấy nó chạy 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 này. Đấy, các bạn chỉ chờ một lúc nữa thầy sẽ thấy nó nháy nháy nháy, cái đèn này nó cứ nháy 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 nháy, không đó thì nó sẽ tắt đi. Thì cái này là cái tính năng bảo vệ của nó và hoạt động rất là hay, rất là chính xác. Có một vài anh em, độ khoảng mấy hôm nay mình bán cho anh em, các anh em lại cứ tưởng là nó là bị lỗi, thử dây này dây khác, thử hết các dây thì cũng đều như thế, hoặc là quả là có lúc thì sạc được lúc thì không, nhưng không phải. Lúc đấy là anh em mua về pin nó đang đầy sẵn rồi, đầy sẵn thì anh em chỉ cần sạc một lúc nữa là nó sẽ thấy nháy 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 nháy, nó không sạc nữa và nó không không lên đèn ấy. Nó thậm chí cắm vào nó không lên lên gì, anh em tưởng là máy máy lỗi nhưng không phải đâu. Đấy là cái tính năng của nó. Thực ra anh em không có cái bộ sạc nào giống cái sạc của mình này, nó có thông tin rõ ràng thì anh em hơi bị hiểu lầm thôi. Chứ còn cái này là mình quay để mình post lên cho anh em biết, không bị hoang mang khi mua hàng lại nghĩ là nó bị lỗi, anh em không yên tâm dùng. Mình phải quay lại, mình quay lên để mình post lên cho anh em biết nhá. Đây là anh em chờ một xíu nữa này, nó lên về 0,16 rồi, 0,15, 0,14, 0,14 thì nhìn, anh em sẽ thấy nó báo cái chữ chạc này nhảy sang bên này thành chữ full nhá. Đấy, full rồi, anh em thấy không? Ăn lên chữ full nha. Đúng không? Chữ full nha, chuẩn luôn. Bây giờ mình sẽ chờ cho nó về khoảng 0,08 nhá. 0,08 thì nó sẽ bắt đầu tắt, không sạc nữa. Cái này rất là hay luôn đấy anh em ạ, cái máy mài này giá trị ở cái chỗ đấy đấy, giá trị ở cái chức năng bảo vệ của nó nữa, nó dùng nó mới được lâu dài.
mình cho quay nhiều quá tiêu hao nhiều pin, sạc 0,35 nó mất khoảng tầm, hơn phút rồi, phút rưỡi. Nói chung là anh em nếu mà lúc nào dùng chơi cái cáp mỏng mỏng và dài dài, vừa dùng vừa cắm cái qua cái sạc thì nó chạy good lắm, nó không có bị ấy đâu, nó không có bị chai pin đâu. Cái này kể cắm sạc chạy liền liên tục thì nó không chai pin được, rất là tốt đấy. Đây chờ xíu đến, chờ một xíu đến 0,08, đang 0,10, 0,10 đấy. Đấy anh em thấy không, bắt đầu nháy 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 đấy, nháy 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 đấy, rồi nháy một tí nữa là nó tắt, hẳn đấy. Nó vẫn cần phải chớp một hai lượt nữa đấy, sau đó thì anh em đã thấy là không chớp, không chớp trước gì nữa là im hẳn đấy. Rồi không chớp nữa, còn tắt, tắt hoàn toàn rồi nhá, tắt hoàn toàn rồi. Thế là bây giờ mình yên tâm rồi, không bị sợ vì nó ấy gì cả, anh em cứ cắm nữa thì nó cũng không sạc nữa. Ok thì cảm ơn anh em nhá.